Alo, vâng, chúng ta cũng đến với trận thi đấu tiếp theo. Trận thi đấu thứ hai trong trận đấu đầu tiên, Makata Per AC là quân các cầu thủ bên phía team Secret trong trận đấu này. Maxe là của cầu thủ Yugi, Maxe, Kata, Per và Babylon. Bên mình có một Per ở ven lớp, đầu cánh tươi rồi, dường như ven lớp là người kẹp xăm trong trận đấu này. Ở đây màn hình máy cầu thủ Babylon do Dũng Con cầm. Một bài Dũng Con đang có rất nhiều đồ. Một bài hiêu 5, vỗ đầu không biết có gần hay không. Nhưng đây là một bài hiêu 5, một bãi quả, vỗ đầu có một cây 75 rất gần. Vâng, Makata Per AC. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến màn hình máy của cầu thủ ven lớp. Đây màn hình máy của Tom, nhiều khả năng Tom sẽ là người dâng A. Tôi nghĩ Tom dâng A hợp lý hơn khi mà đây là một bài mà không có dâng. Dâng A lên khu vực giữa nhà của Tom và nhà cái thủ ven lớp, để sau đấy là bắn bò nhỏ và tạo điều kiện cho game thủ ven lớp chơi chết được một nhà nào đấy. Nhà IC là tốt nhất, còn không thì sẽ là một nhà Per và một nhà Maxe. Còn để cho Hưng Nhột là người đánh đầu cánh và có lẽ là chắc nhà thôi. Thì thực sự nhà của tôi cũng không thể chắc nhà được, rất khó. Vâng, bây giờ thì Hoàng Mai Nhi đang ngồi sau game thủ Gunny và Tom. Thì Hoàng Mai Nhi đang dự đoán rằng nhiều khả năng trong góc 3 giờ của hốc và Gunny cần phải chui vào hốc thôi. Vâng, chui. Vâng, đây rồi, một cánh sừng già. Và dường như Tom đúng thật là người dâng A. Có dâng được không? Đây rồi, thấy một cánh rừng, nhiều khả năng vẫn có hốc. Có hốc được thì tốt, không có hốc thì thôi thì phải dâng. Đây màn hình máy ở game thủ Tiểu Bạch Long. Em đây. Ôi trời ơi, ôi trời ơi, ủng hộ. Cầm lấy mọi tay của mày. Số 3 con 9 đúng không? Anh bị rớt lắm rồi. Ôi anh hồn cho thẻ thật này. Đây thẻ 5 lít đấy. Vâng, chúng ta hãy cùng quay lại màn hình máy của game thủ Lady Gaga. Một bài dâng L đến màn hình máy game thủ ven lớp. Vâng, đây rồi, ven lớp 25/28. Một bài cầm pờ của game thủ ven lớp và anh đang cơ cú hốc, một cái hốc quá đẹp dành cho anh. Vâng, nghệ sĩ. Vâng, ven lớp sẽ thể hiện được một nghệ sĩ, được chất nghệ sĩ trong con người mình. Và bây giờ thì anh đang chuẩn bị câu con voi này về với chiếc BS. Rất tươi, rất hợp lý. Con ngựa giò sẽ được đầy đủ công giáp.
Anh định bảo, anh định bảo là hai, là hai mi. Anh định bảo hai này thì còn ta gửi cho nó cái thẻ người nhìn lên thấy cái này xem. Em đây. Dạ. Vâng. Vâng, bây giờ thì bên lớp đang bắt đầu chạy dò rồi. Rất nhanh và đầu cánh của anh là nhà cầu thủ Yugi. Yugi là người cầm Maxe trong trận thi đấu này. Yugi là người cầm Maxe và bây giờ thì Tom có cơ cấu được hốc nào không? Đây rồi, Tom đang cơ cấu được hốc. Như vậy là tốt rồi. Tom cơ cấu được hốc tại đánh tại nhà của mình. Và có lẽ chúng ta hãy cùng đến với màn hình máy của game thủ Vên Lớp thôi. Vên Lớp là người cầm Persian, bây giờ anh đang điên hoàng. Đầu cánh anh là Maxe. Vâng, bên phía đội bạn có một Maxe, một Kata, một AC và một Persian. Vâng, Kata, Maxe, Per. Kata, Maxe, Per, AC. Và bây giờ thì Vên Lớp đang gặp Maxe ở đầu cánh và cần những tấn công đến từ game thủ Top Roy cũng như là game thủ Hưng Nhổn để có thể cho Persian để có thể cho Maxe yếu hẳn. Vâng, và đây là màn hình máy của game thủ Top Roy. Anh đã bị chọc giò, không biết con giò của ai và nhà kẹp xăm là nhà nào. Và đây là màn hình máy game thủ Gunny, cũng là một bài hitty. Hai hitty đang thi đấu. Hai hitty Dũng Con Babylon dâng lờ thế nào. Đây là màn hình máy game thủ Dũng Con. Meo meo. Đầu cánh là meo meo. Vâng, meo meo là người cầm cái gì? Meo meo là người cầm pơ trong trận thi đấu này. Rất may nông dân Dũng Con cũng đã có bánh xe và anh đã không phế trong tơn vừa rồi. Bây giờ thì lạc đà của cầu thủ Dũng Con đang đứng ở trong ruộng nhà cầu thủ meo meo. Và meo meo anh sẽ bị mất tầm 2 đến 3 thằng dân trong tơn này. Khi mà Dũng Con đang chém quá quái, chúng ta có thể thấy phong cách chém rất khôn, rất hay. Anh đang nhả từng con chém vào một để có thể cho cầu thủ meo meo phải hết dần. Dũng Con đang thể hiện được sự hồi xuân của mình. Anh vẫn đang lòng vòng những con chém một cách rất tốt. Và đây là màn hình máy game thủ Top Roy. Như vậy kẹp xăm là nhà màu 6 Katarian. Katarian là của game thủ He He, đang là người kẹp xăm. Và có lẽ Tom cần phải thủ được trong những tơn này và sau đấy là đẩy cung ngược lại, bởi vì nhà Katarian nhiều khả năng sẽ là nhà điên hoang chứ không phải một bài chắc nhà đâu. Đây là màn hình máy game thủ Tiểu Bạch Long. Còn đây là màn hình máy game thủ Gunny. Đầu cánh của Gunny là người cầm AC Dan, tức BB. Đến màn hình máy Vên Lớp. Vên Lớp đang chắc nhà với một cái bài cầm Persian 27/52. Anh có đã chém được nhà Maxe chưa? Dường như chưa chết nhà Maxe thì phải. Khi mà bãi vàng nhà Maxe vẫn còn nguyên. Cẩn thận một bài dummy ngược lại của Maxe do cầu thủ Yugi cầm. Dummy ngược lại của Maxe thì đây rồi, tôi vừa nhắc đến thì Yugi đã bắt đầu có một con y. Đây là một thế khó khi mà cung vẫn chưa được đẩy ra. Vâng, chưa đẩy được cung ra thì như vậy sẽ rất khó dành cho game thủ Vên Lớp. Liệu rằng có con phù thủy bên trong không? Nhận thấy Maxe đầu cánh thì thế mà game thủ Vên Lớp anh cũng không đóng phù làm gì cả. Đấy là một chiến thuật chuẩn thôi. Nhưng bây giờ thì ba con y đang đâm và liệu rằng có thể sửa được hay không? Thì đấy là một điều quan trọng. Một cái BS tôi nghĩ là hợp lý hơn. Một... Vâng, chúng ta cùng quay lại màn hình máy cầu thủ Vên Lớp thôi. Vừa rồi là một tên bung nhà, thật sự hơi đáng tiếc. Ô không, còn một bãi quả bên trong. Anh ơi, giá như mà anh thấy bãi quả này từ đầu thì thực sự là tuyệt vời hơn còn rất rất nhiều. Nhưng không thấy. Giá như có bãi quả đấy thì nông dân đã không phải ăn hoang ở ngoài và ăn luôn bãi quả này bên trong. Như vậy thì lực sẽ khỏe hơn rất nhiều và nhiều khả năng sẽ có một cái P bên trong đấy. Đỡ được bao nhiêu gỗ đóng ruộng thì anh sẽ xây được một cái P. Đây là một tơn mà chéo cánh quá hay đến từ game thủ Vên Lớp. Vâng, một tơn chéo cánh cực kỳ quái và cực kỳ tinh tế. Không thể tin nổi, anh không vào nhà màu 8 mà anh tạt thẳng vào nhà màu 7 để có thể ăn dân. Rất hay đến từ game thủ Vên Lớp. Và bây giờ thì Persian của game thủ Meo Meo cũng đã phế, đã mất tham. Nhưng bên kia thì AC đang khá to. Tom Cruise. Vâng, Tom Cruise không hề có thế đánh một bài hitty, một bài thế quá xấu luôn. Và anh cũng không thể ép được đời sớm để có một bài dâng A. Nhà của Katarian chắc ruộng mới sợ.
Không thể tin nổi, Catarian lại chắc ruộng trong trận đấu này một cách toàn tập và phũ phàng như thế. Tôi cứ nghĩ Catarian sẽ ăn hoang để có thể đi vào nhà Hitty, nhưng không phải. Catarian là người chắc ruộng và quá trâu. Tok Rui đánh cung R với một cái bài mà chỉ có một cánh rừng thông thôi, hơi đen cho anh trong một bài cầm Hitty. Gunny thì cũng thế, Gunny cũng không có hốc, không hề có một cái hốc dành cho game thủ Gunny. Một bài mà Asian của game thủ BB đã có một cái hốc quá đẹp, quá tuyệt vời, khép trong góc 6 giờ. Không còn gì đẹp hơn với một cái bài AC như vậy, và AC đã cân cả bản đồ luôn. Và đặc biệt đó là điều mà Catarian, đặc biệt đó là Catarian của game thủ He anh chém quá tốt. Một trận thi đấu chém cực hay đến từ game thủ He, anh đã sơ chết nhà tôm. Quá đáng tiếc cho Vên Lớp khi mà anh không có một bài ép đời sớm để có thể chơi chết được Maxe. Và Maxe vẫn còn khá nhiều lực. Maxe đã ôm chết được game thủ Vên Lớp. Vên Lớp phải bung hốc. Và có lẽ chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thi đấu tiếp theo, trận thi đấu chung kết các cầu thủ phía team Thái Bình. Và tỷ số bây giờ đang là 2-0 dành các cầu thủ phía team Skyred.